nó mà cứ vôn thấp như này thì nó sẽ kiểu gì ạ à? đây này nó chỉnh nó cũng sẽ hồi giật hồi giật hồi như này và bản chất cái quá trình này người ta gọi là sideways chứ không gọi là phân phối mà khi đã là sideways ấy mà khi đã là sideways ấy thì tích lũy xong thì sẽ là đi lên còn phân phối ấy, là có thể là anh em hình dung phân phối là cái lúc mà biến động của cái cái nến nó rất là to rất là dài có thể là hôm nay trần một cái ngày mai có thể sàn luôn có thể là những cái phân phối ngắn hạn thì nó thường sẽ như vậy còn với cái dạng mà nó sideways nhỏ nhỏ như này lên xuống 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 thì nó đang thể hiện cái quá trình tích lũy và vốn thấp và ở trong quá trình này thì hướng nào cũng chết anh em ví dụ anh em thấy nó hồi anh em đu cũng chết mà anh em thấy nó giảm sợ bán cũng chết nên là tốt nhất trong giai đoạn này cái cách làm mà tốt nhất là gì mà tôi hướng dẫn anh em là gì em nhớ không ạ tối qua anh ta nói rồi đó là cầm chuẩn tỷ trọng ví dụ là này là cầm chuẩn tỷ trọng đi ngủ đúng cổ phiếu là đi ngủ rồi là xong Kệ nó biến động nhé yeah. biến động không lỗ không nhiều đâu cầm đúng với vẫn lại vẫn ăn ý, ăn bình thường ý. không lỗ được ý chứ yeah. Đấy, chứ giá vào đoạn này là rất là nguy hiểm kể cả mua hưng phấn cũng chết kể cả bán hoảng loạn cũng chết yeah, vì cổ phiếu nó biến động rất nhanh vốn thấp nhá có thể nó kéo bụp một vạn từ âm hai phần trăm lên khoảng dương hai phần trăm nhưng ngay sau đó xong kết phiên có thể lại thấy là tham chiếu rồi ngày mai sáng ra lại mở mắt lại giảm ba phần trăm đang đi bán cái hoặc là bán xong cái nó lại hồi lên hai phần trăm lại thấy ôi chết bẻ bán đáy lại mua vào mua vào cái lại bùn chạp đấy là cái cách mà mà giai đoạn này thị trường nó đang vận động giai đoạn này thị trường nó đang vận động vì thế nên là mình có nói đấy cái gãy một hai sáu mà leader đây này vẫn có nhóm leader ấy, thì chúng ta vẫn đánh được cái vị thế này và chúng ta không nhất thiết chúng ta phải hạ, giảm bớt tỷ trọng xuống 30% mươi đâu còn để mà anh em phải giảm tỷ trọng hẳn nhé để mà anh em phải nghỉ nhé thì nó phải xuyên thủng qua cái mốc một nghìn này một nghìn này, này khi đó nó sẽ tạo thành những cái mô hình nó không thể nào mà nó trông nó chấp nhận được rồi nó tạo thành cái 1250 nó là một siêu kháng cự còn hiện tại với cái việc điều chỉnh vốn thấp này mình đánh giá nó chỉ là mang tính chất tích lũy thôi còn để mà nói upo thì nó chưa đủ căn cứ chưa đủ căn cứ cái này sáng ra nói trong nhóm khách hàng rồi nhá chưa đủ căn cứ để nói đây là upo đâu